đến với kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và bây giờ, ôi một cái thời tiết rất là đẹp, một khung cảnh rất là bình yên. Chúng ta đang đứng ở một cái bãi biển. Kính thưa quý vị, bãi biển gì đây? Khi mà chúng ta đến Melbourne thì chúng ta không thể nào mà không đi biển. Không nhắc đến là ở đây có rất là nhiều bãi biển rất là đẹp. Mà thật sự là không phải chỉ ở Melbourne không đâu quý vị. Mà khi mà đến Úc á, mọi người nhìn trên cái bản đồ á, nhìn trên cái điểm cầu á, thì mọi người sẽ thấy là nguyên cái nước Úc, Đại Lợi đó ha, nguyên cái nước Úc nó sẽ nằm bao bọc xung quanh bởi rất là nhiều bởi biển không à, xung quanh tứ bề là biển, đại dương không à, những cái đại dương luôn. Thì Melbourne này là một cái thủ phủ của bang Victoria thuộc nước Úc. Thì đây, khi mà đến Melbourne thì chúng ta phải kể đến một trong những cái bãi biển nổi tiếng ở Melbourne. Mà ở đây nó rất là bình yên, Tường đang đứng ở đây, nước thì trong xanh, cát thì vàng, đó là bãi biển William. Không. Đây á, là cái bãi biển này á quý vị, mình nhìn thấy ha, Tường muốn là nhảy xuống mình tắm, nhưng thật ra rất là nguy hiểm nha, đá ở dưới rất là nhiều. Mấy hồi trước Tường xuống Tường tắm, có một lần là Tường rớt xuống tưởng đâu là trâu luôn rồi, và đá dưới nó cứa nó cắt mình chảy máu luôn. Cái thứ hai á là nhìn như vậy nhưng mà thật ra nước nó lạnh lắm. Nó lạnh như là nước đá vậy đó, mình tưởng là bơi được nhưng mà xuống một cái là nó lạnh vô cùng. Và cái điều đặc biệt ở cái bãi biển William Town này á là nó rất là yên bình. Mọi người nhìn thấy xung quanh nè, là người ta ở đây là cái khu là sang trọng cao cấp không ạ. Thì người ta ở đây rất là bình yên. Là những người mà thích đi du lịch mà có một cái sự êm ải, có một cái không gian để hít thở trong lành thì đây là một cái điểm đến rất là lý tưởng. Chưa kể là những cái con chim hải âu ha. Đây nó rất là thân thiện với mình. Tại vì biết sao, ở nước Úc người ta không có cái vụ bắt chim ăn đâu quý vị. Cho nên là lương thực bảo tồn của các thiên nhiên rất là một cái nước đầu thế giới á. Cho nên đến đây là những cái động vật nó rất là thân thiện với mình. Những chú chim nó rất thân thiện, mình cho nó ăn nó sẽ xà xuống. Ban ngày thì mình nhìn thấy là nó vắng vẻ như vậy, nhưng mà về đêm thì nó lại khác. Về đêm thì ở đây bắt đầu có những cái buổi tiệc kiểu như BBQ trên biển. Wow, mình thấy có những người tắm biển, chắc là dân Úc thôi chứ không phải là dân du lịch đâu cả nhà. Kìa, người ta tắm biển trên cái bãi xa xa, nước lạnh kìa mà tắm nổi luôn. Wow, thật là dữ dằn, lạnh lắm, tại vì Tường đã từng bước xuống rồi, chịu không có nổi đâu. Mà người ta đang tắm biển kìa, và những con chim tắm bên trên biển của người ta. Đây là nó đang bắt cá đó, chim đang bắt cá. Nó sẽ nhộn nhịp hơn bởi là người ta dân du lịch kéo về đây, hoặc là dân Úc người ta ra những bãi biển người ta chơi đùa và BBQ những cái tiệc tùng trên bãi biển này rất là tuyệt vời. Thì đó, còn nhiều nữa chứ không phải là chỉ có cái William Town này không đâu, nhưng đây là một trong những bãi biển đẹp nhất của bang Victoria và khi mình đến đây thì mình phải đi tham quan. Và cái bãi biển này nó cách trung tâm Melbourne chỉ có 20 phút đi xe thôi, cho nên rất là tiện lợi. Rồi bây giờ chúng ta dạo một vòng và chụp những tấm hình thật là đẹp. Tấm hình đẹp chúng ta phải chịu khó đi ra tất cả đã thiệt. Có cầu đẹp quá, mình xuống thử nước nha quý vị. Thử nước coi sao mà hồi nãy người ta tắm. Trời, nước trong xe luôn mọi người ơi. Mình xuống tắm queo. Ủa, sao mùa này đâu có lạnh lắm đâu. Nước ấm mà. Hèn chi nước này người ta tắm được, đúng rồi. Nước ấm nha. Giờ có cái mùa là ôi mọi người nhìn nè, mọi người nhìn trên những cái cục đá này là mọi người là ốc nè. Cái đợt Tường đi bắt ốc ở biển ở Gold Coast là Tường bị té tưởng không mất xác luôn rồi chứ nè. Mọi người thấy ốc không? Nhìn kỹ mới thấy là ốc quá trời luôn. Đó. Đó, thấy chưa? Là người ta đi gỡ nè, người ta đi gỡ mấy con ốc vú nàng nè. Ốc gia đình Tường đi bắt ốc về hấp ăn, đây là những con ốc mà những cái bãi biển này nè. Đó, những cục đá là bắt ốc quá trời ốc luôn. Còn mà muốn lặn tàu ngư là mình phải đi ra xa xa. Thôi lạnh rồi, bây giờ mình đi ra cầu cảng không? Đó, dân Úc là mùa nắng, mùa mưa, mùa hè gì đó. Nhất là mùa này mát không sao nha, mùa hè là đi chân không không. Đặc biệt của người dân Úc á, là đi chân không à. Trời, mà mọi người biết ra biển ha, nắng chang chang hay là lạnh gì cũng vậy, đi chân không và ở trần à, là dân Úc. Còn mọi người nhìn Úc mà Úc trắng nữa, có Úc đen. Nhưng mà thật sự cái người dân chủ của đất nước Úc là những người Úc da đen mới là gọi là hồi xưa là Tây Úc đúng không? Hồi xưa là Tây Úc đúng không anh? Đúng em. Tây Úc mới là chủ đất nước Úc, là dân da đen đó. Còn những Úc trắng này là Úc sau này rồi. Úc chưa phải Úc xịn. Úc xịn là phải da đen nha quý vị. Hồi đầu Tường mới đến Tường không biết, Tường không phân biệt được là Mỹ đen với lại là người Úc da đen.
à, nhưng mà người Úc Tây Úc á, là nó đen nhưng mà nó là chủ đất nước đó quý vị. Ăn rồi đi chơi không, không có làm gì hết trơn, cái chính phủ nuôi, đúng không anh? Đừng phá làng phá sớm là được rồi. Đừng phá làng phá sớm là được rồi. Ở Úc là một tuần chỉ đi làm là chừng 4-5 ngày thôi, một ngày đi làm vài tiếng thôi, chủ yếu là dân, đúng là dân bản địa của Úc là đúng. Chơi là chủ yếu, chơi. Còn những cái người nào mà làm việc nhiều là ở tứ xứ đến hoặc là không phải Úc xịn, không có gì. Đúng rồi á. Trời ơi, các tường nói mà phải đúng chứ. Ủa? Kì vậy đây ca? Trời, cái ké gì chú Việt sau lưng tôi. Được rồi, tôi sợ quá trời sợ luôn. Tôi đã thấy toilet công cộng từ xa. Có một lần tường đi Pháp, ngay một công viên rồi nè, có một cái toilet công cộng. Rồi tường mở vô được, tường vừa mới mở vô xong, cái cánh cửa sắt nó nặng nó đóng là một cái kênh lạnh lẽo. Trời, trong trọng quảng chích cha luôn, chích bọn không biết làm đường sao mà mở ra. Cho nên tường rất là sợ luôn. Sau đó là hả, tường với mẹ từ đó mà nguyên cái đoạn sau vô toilet công cộng là không, hai mẹ con không dám đóng kính, là đóng hí hí người đứng ở ngoài canh. Có vô được không? Chích cha đóng cửa. Chà ba. Lóc kìa, anh lóc anh đồ luôn kìa, thấy chưa? Đây nè, quay cho biết, có một lần ở bên Úc vậy nè. Xong tôi vô cánh cửa đóng cái rầm đó, tự đóng nè, cửa tự đóng nè. Bye bye. Thôi đứng giữ cửa đi ba, giữ lại giùm tôi đi, tôi sợ lắm. Đóng luôn, ok. Ừ, nó đóng. Hồi xưa đó là lúc đó là mới đi du lịch nữa mà đi qua châu Âu nữa, mà cái cánh cửa này nó đóng từ từ, mình không có sợ, là mình thì mình muốn mình còn chạy ra kịp. Còn thời đó tường đi là cái cánh cửa đó, mà cánh cửa nó tự động mà nó dạng chạy vậy nè, mà nó bằng inox bự nặng vậy nè. Tự nhiên mình mới mẹ đứng ở ngoài, mình vừa mới bước vô toilet cái nó chạy en là một cái râm. Trời ơi, quảng hồn quảng vía luôn. Mà cái cửa này là mình chỉ cần mở là nó ra, còn cái kia là phải bấm nút nó mới ra. Nhìn hoài không biết bấm chỗ nào, mà tại vì mình khi mà mình hốt hoảng tinh thần á thì mình sẽ bị hoảng loạn chút xíu thôi. Bình tĩnh lại dòm dòm mới bấm. Cái mẹ tường vô là tường đứng ngoài canh cửa, đâu có đóng cho mẹ tường đâu. Còn cái này là nó chậm chậm, với lại bây giờ mình đi nhiều rồi, là quay kể cho mọi người nghe thôi. Bây giờ thì không có sợ hãi gì nữa hết. Hồi đó sợ chứ bộ. Lần đầu tới châu Âu mà. Hù nó chút xíu thôi nó. Tường đang ngồi ở đây á, nói chung là mấy cái tiếng Anh nhiều quá Tường không có nhớ hết đâu. Nhưng mà Tường ngồi ở đây là Tường đang ngồi trên cái, mình nói tiếng Việt mình là cái cầu cảng Chem. Thì cái cầu cảng Chem này á, nó có từ rất lâu đời rồi. Ngày xưa á, ở đây là cái khu này nó chỉ là cái đầm lầy thôi quý vị. Đầm lầy rồi ở đây là đất đai được đánh giá rất là thấp, chứ không có nó mắc mỏ như bây giờ đâu. Và đây là cái nơi mà gọi là rất là chất dinh, đồ ăn uống á, để là đầm lầy mà, cho nên là cái nguồn dinh dưỡng cho những cái động vật, cho cá rồi dưới nước á thì rất là phong phú luôn. À, trên này bây giờ người ta làm có con đường mòn đó, đó có cái con đường mòn này ngày xưa ở đây, bây giờ là bãi biển cảng này, người ta tấp nập tàu ghe ra vô, mình thấy không? Còn du thuyền sao mà chỉ đi, mọi người muốn chiếc nào Tường mua cho mọi người một chiếc. Và Tường nghe nói rằng ngày xưa ở đây mà khi mà có một cái tàu chiến á, đánh vô chỗ này là người ta cập ở bãi biển này đầu tiên, cập ở cái chỗ này nè, cái cầu cảng này nè, Fred Fish. Cái con đường mòn dọc theo bờ biển mình có thể đi ngắm cảnh dọc theo bờ biển đó quý vị, rất là đẹp luôn. Nhưng mà Tường thấy sao nó vắng hoe ha, nó yên tĩnh dữ vậy trời, tàu chiến quá trời luôn nè cả nhà. Ồ, ngày xưa cái mảnh đất ở đây mà được đấu giá, cái thời đó cái mảnh đất này được có đấu giá có 50.000 bản Anh thôi đó quý vị, nhưng mà bây giờ rớ vô đi nó rất là mắc mỏ luôn. Đẹp quá, kiếm chiếc du thuyền nào coi. William Ford. Đó. Chiếc chiếc Z244 kia của tôi đó. Ê, có đường đi lên không bay? Mình đi dưới này là mình đâu có lên được. Bảy giờ mình leo lên đây nè. Đây tôi sẽ leo. And pick up. Anh cho tao leo hả? Champion. Go. Cầu này như dài 145m á. Tôi đo rồi đó, tôi mới vừa đo xong đó, 145m. Đo bằng cách nào biết không? Một sải chân là 1m. Hai sải chân, ba sải chân 145m. Mọi người không tin mọi người cứ đo kiểm tra đi. Tao không hiểu là nó nói là cái con đường là đường mòn dọc bờ biển, cái con đường đó chứ gì. Đúng rồi, dọc đê chứ kia. Nhưng mà bây giờ cái cảng nó còn hoạt động không vậy? Cảng này vẫn hoạt động cho du thuyền. Du thuyền thôi. Dạ, cho du thuyền. Là coi như là du lịch thôi. À, hồi nãy Tường có thấy những cái chỗ mà chúng ta có thể mua tour. Đến đây người ta sẽ chào mua tour, mua cái vé để mà lên những cái du thuyền này để đi dọc xong dọc ở đây thôi. Chứ bây giờ thì cảng này không phải là cái cảng để mà giao thương kinh doanh nữa, không đối phải diện, là. Đối diện vẫn là cảng cái container. À, container thì bên kia, còn cái khu này nè. Khu này còn là du lịch thôi. Khu bên này là du lịch, còn bên kia mới là những cái container, mới là buôn bán làm ăn. Những cái tàu đó tàu gì lớn vậy ta?
bên bên cái tàu đỏ đỏ đó là cái gì Bình? Là nó chở gì? Cái đó là chắc cái đó cũng không phải là chở container mà cái tàu đó không phải chở container. Không container mà cũng không phải tàu du lịch mà tàu gì á không biết nữa. Những cái chiếc tàu này là những chiếc tàu để mình đi du lịch nè. Tàu. Nhưng mà ở đây nếu mà các bạn quyết định mà ra khơi với những cái chiếc tàu như thế này mà mình ở trên những cái bom tàu như thế này, vui lòng phải đội nón nha, chứ không là về lạnh nó ác bệnh chết luôn à. Đó, ngày xưa mà chiến tranh mà khi mà nhảy lên được trên cái đầu tàu người ta đứng dậy coi như mình đã chiếm được chiếc tàu đó rồi đó quý vị. Quá đẹp, không khí quá mát. Đứng trên này quá tuyệt vời. Ok. Thế nào mà thiếu được cái món kem, mọi người biết đi coi những cái tour du lịch của các Tường. Đi tới đâu mà có bán kem là Tường ăn à. Mê kem lắm. Ở đây là một cái quán kem tươi. À. Ok. Vô trong con, đi. Đi vô. Cái nào? Thưa cô ba này có. Quán. Hả? Thôi mình kêu thì. Anh ơi vào gọi đi, tôi không biết cách gọi kem đâu. Một sô cô la nhưng mà tôi bảo là phải qua đây nè tự làm. À tự làm rồi xong tự làm luôn đó, mình tự làm hết rồi cái gì. Đây cái gì? Mình tự lấy kem, mình tự làm. Ok, mình tự bỏ, khi mình muốn bỏ gì mình bỏ. À, mình muốn bỏ gì cho mình bỏ, tự bỏ nha. Rồi, mình cứ việc lựa chọn đi, cookie cream đồ rồi chocolate nè con. Đây con có quyền kéo. Đó, strawberry. Xong rồi măng rồ, rồi cam. Rồi mình lấy bao nhiêu thì mình ra nó tự tính tiền. Rồi nhảy lên con, mạnh lên. Rồi yếu quá, mạnh nữa. Đó trời ơi. Thôi đủ rồi. Sô-cô-la mà nó ra như là cái màu sao giống cục cứt chó quá vậy. Trời ơi là trời. Đây là con cái chó này, sau đi vô. À, tôi lấy cho con. Đó. Kem hai màu. Rồi. Đó. Ủa gì màu vàng à, măng rồ. Thôi tôi hai cái đúng rồi. Thêm một cục sô-cô-la nữa đi. Đó. Đây, mời quý vị một vị kem ba mùi. Ra tính tiền, tôi không ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ nếm thử. Đầu tiên là cái dầu. Chua quá. Thứ hai tới cái khúc khúc gì đây. Ngon. Thứ hai này ngon mà hơi ngọt. Ngon hơi ngọt. Ngon mà hơi ngọt. Và thứ ba giống cục cứt chó này là sô-cô-la. À, cái thương hiệu kem này nếu mà các Tường thấy thì nó chỉ mới là đạt cái mức trung bình thôi. Nó chưa phải là cái kem ngon ngon nhất, trung bình thôi. Cái kem ngon phải là cái hiệu gì nè, nó uy nó hay dắt mình đi ăn mà giờ mình quên rồi. Kem này là kem thường thôi chứ chưa có ngon. Nói về dòng sông tuổi thơ. Quá đã luôn quý vị ơi. Hồi nãy giờ tôi tung tăng quá, không cho vô được cái sân tennis chứ. Vô trỏng là Tường sẽ nhào vô chỗ chơi rồi. Khí hậu thật là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chỗ công viên này Tường sẽ. Trời, cái này cái gì vậy, cầu tuột hả? À, mình nói chung là gia đình của các Tường thì cũng qua Úc để coi. Năm đó là Na Uy, con gái Tường là 15 tuổi. Mà năm nay là con Tường nó đã 22 rồi, là 7 năm rồi. Thì ít nhiều gì á, gia đình của Tường cũng có rất là nhiều cái tìm hiểu và nhiều cái kiến thức về những cái cách mà để định cư ở bên Úc này. Thì nhân trong video clip này Tường sẽ chia sẻ cho cả nhà luôn. Ngồi đi, ngồi đi. Chia sẻ dài để mình ngồi đứng chi cho nó mỏi. Tại sao mà Tường biết rành? Vì nói chung là gia đình Tường hồi trước á, giống như gia đình em của Tường lúc đi á, là mình cũng chưa có hiểu, chưa có biết luật, chưa biết gì hết trơn á, cho nên gặp rất là nhiều cái trục trặc. Sau đó thì gia đình Tường tìm hiểu rất nhiều và bản thân của các Tường cũng vậy. Gia đình Tường lúc nào cũng muốn Tường là đi định cư nước ngoài, nhưng mà tại chắc cái duyên của Tường là Tường lại thích ở Việt Nam, nên cứ lừng sừng hoài. Tới giờ này cuối cùng là Tường vẫn là Việt Nam muôn năm. Nhưng mà Tường chia sẻ cho cả nhà, mình Tường thì Tường lớn tuổi rồi, thì mình ở đâu mà mình cảm thấy thoải mái thì nó ok. Nhưng mà theo như Tường nghĩ rằng là những bạn trẻ mà nếu có điều kiện,
nếu có cơ hội thì mình nên là đi làm, mình kiếm tiền. Tại vì cái tuổi trẻ là cái tuổi mình còn năng động, học hành. Giống như bây giờ Tường mà biểu Tường học thì Tường học không có nổi nữa, nói tiếng Anh nói không có được. Thì Tường biết hiện tại luôn là ở bên Úc này, tại vì Tường đi rất nhiều và Tường đã đến tận nơi tìm hiểu. Tường đã tìm hiểu những cái loại định cư, những cái loại đầu tư ở đây, ví dụ như mua nhà để mà đầu tư. Nhưng thì nó hợp với các Tường. Ví dụ Tường bây giờ mà muốn định cư ở nước ngoài là phải mua nhà và đầu tư vô những cái chương trình của chính phủ Úc, tốn rất là nhiều tiền. Còn bây giờ các bạn trẻ thì Tường thấy nó có những cái visa mà để đi làm á quý vị, đi làm dành cho người nước ngoài mà Tường thấy cái giá cả nó rất là phù hợp. Và rất tiếc là con gái Tường thì nó đi theo dạng du học đó, mà nhà Tường á, bản thân Tường là bây giờ 47 tuổi là đã lố rồi. Thì Tường biết có cái visa gọi là visa 482, là visa mà của chính phủ Úc dành cho những người nước ngoài đến lao động ở tại nước Úc. Đây là một cái đi chính thống luôn, chứ không phải là mình đi chui giống như ngày xưa là mình đi du lịch rồi mình trốn mình ở lại, hoặc là mình đi lao động rồi mình đi du học rồi mình ở lại luôn, mình đi làm. Đó là không phải, nó ngoằn ngoèo, sau này mình khó mà vô cái thường trú của Úc lắm. Còn đây là cái chính sách của Úc luôn, gọi là cái visa 486, là visa đi qua để mà làm việc đó, làm lao động. Thì đối với cái visa này á, khi mình qua Úc khoảng là sau 2 năm thì từ cái visa 486 này nó sẽ chuyển đổi qua cái visa thường trú, là visa từ visa 482 sau 2 năm thì nó sẽ chuyển đổi qua xin để mà chuyển đổi qua cái visa 486. 486 là visa thường trú. À, đầu tiên là đi làm rồi sau đó chuyển qua thường trú. Thì cái yêu cầu á, thứ nhất là khi mà mình nộp đơn xin vô chuyển đổi qua cái visa mà thường trú 486 đó, là cái tuổi phải dưới 45 à, cho nên khi mà bắt đầu mình mở hồ sơ mình đi làm là mình tầm 40-42 tuổi thôi. 42 sau 2 năm mình là đi làm thì chuyển qua cái visa thường trú là 44 tuổi thì được. Chứ 45 là quắc, như Tường là không được nha quý vị nha. Tường là bây giờ lố tuổi rồi, không có đi cái dạng visa này được. Thì Tường nói rõ hơn một chút về cái visa 482 để nếu như các bạn nào mà có nhu cầu á, thì mình tìm hiểu thêm nha. Visa 482 là cái visa đi làm việc theo chính phủ, ăn lương của chính phủ, và muốn có điều kiện mình ở lại là mình phải đi làm đàng hoàng, đóng thuế đàng hoàng. Cái visa này nó rất lợi, là sau khi mình cái visa này mà được chấp thuận á, được chính phủ Úc chấp nhận cho mình đi á, là được đem người thân theo, ví dụ vợ chồng và con cái, đương nhiên là con phải dưới 18 tuổi. Nhưng mà với lời khuyên của các Tường, tại vì bạn bè Tường đã có vài người đi rồi, thì nếu mà mình được chọn đi á, mình nên đi một mình trước. Tại vì qua tới bên Úc này nè, mình phải là sống trước một mình để cho nó phù hợp với hoàn cảnh sống, quen biết mọi thứ, công việc mình ổn định rồi, lúc đó mình mới làm hồ sơ bảo lãnh cho người thân của mình qua. Thì cái visa này theo như Tường biết nó không có mắc tiền, như là nó không quá 600 triệu mà mình đi làm ở bên đây. Giờ Tường nói về đời sống ở bên đây nha, đó là visa đi làm. À, nói về điều kiện trước, qua đây nó làm những ngành nghề gì, tại sao mà Tường nói Tường không phù hợp, là phải học tiếng Anh. Đi làm là phải có tiếng Anh. Nếu như những nghề tay chân mà bạn đi những cái nghề tay chân thì bạn sẽ rất là dễ đậu. Tại vì ở bên Úc á, như Tường chia sẻ là người dân Úc họ nói thiệt sự là họ không cần làm nhiều cái gì, họ làm biếng lắm. Cho nên là những cái nghề tay chân á là không có làm, ví dụ như là làm mà bánh mì nè, làm xây dựng giống như Việt Nam mình gọi là thợ hồ đó quý vị, làm xây dựng nè. Đó thì những cái nghề mà tay chân á thì cái yêu cầu tiếng Anh nó chỉ là 4.5. 4.5 IELTS á, thì IELTS 4.5. Mà tôi thi chắc được 1.5 quá, làm sao tôi đi được. IELTS phải 4.5 trở lên, thấp nhất là 4.5 nha. Còn nếu mà mình muốn làm những cái nghề sang trọng, ví dụ như là nghề quản lý khách sạn, hay là mình làm kiểu manager rồi đó, hoặc là mình làm có một cái nghề ở đây mà rất là dễ kiếm tiền được, là làm cái nghề mà có về liên quan đến y đó, gọi là manicare, là chăm sóc những người già đó, dễ lắm. Có nghĩa là gia đình Tường đi làm nè, hồi đó Na Uy nó, Tường cũng hướng nó theo cái làm đó, là học cái ngành đó đó quý vị, là gia đình có người già nhưng mà không có người chăm sóc, hàng ngày nó bút mình tới đó, mình chăm sóc người già, rồi mình chỉ cần đưa người ta đi ra tắm nắng, đẩy cho người ta đi tắm nắng, rồi tới giờ cho người ta ăn, cho uống thuốc, nói chung là chăm sóc người già. Thì đối với những cái ngành nghề mà gọi là làm đòi hỏi phải có tay nghề và có bằng cấp á, thì cái IELTS là ít nhất phải từ 6.0 trở lên, để nói cho mọi người hiểu, mọi người chuẩn bị ha. Thì anh văn tôi cũng quắc luôn, mà tuổi tôi cũng quắc luôn. Rồi khi mà qua tới bên đây đi làm thì giờ nói về đời sống nè, cái lợi của mình là cái gì. Mình bỏ ra một số tiền Tường thấy là cũng không quá lớn. Qua đây nếu mình được chấp nhận rồi, cái này đi làm đàng hoàng theo con đường chính thống nha, thì là mình làm lương bèo lắm, một giờ đó là mình sẽ làm được là 25 đô Úc. Hôm qua Tường có chia sẻ trong những clip trước, 25 đô Úc. Ví dụ như em trai của các Tường là ở đây 7-8 năm lâu rồi thì nó đi làm là trên 30 đô một giờ. Còn những người mình ở nước ngoài mình vào đây làm việc thì
ít nhất là được 25 đô Úc một giờ. Và một tuần đó là mình làm khoảng là 45 giờ. Mình cứ bình quân đi, đó, ngày 8 tiếng thôi. Ngày 8 tiếng mà một tuần mình tính 5 ngày thôi. 8 lần 8 ngày 8 tiếng mà 5 ngày là 85 40, đúng không? Mà một tuần mình tới 7 ngày chưa kể làm thêm nữa. Nếu ai chịu khó đi làm thêm thì cái thu nhập sẽ cao hơn. Thì có nghĩa là một tuần mình làm 45 giờ. Một giờ á mình làm là 25 đồng để tôi nhân thử cho mọi người xem nha. Để coi nó để được nhiêu. Nói có sách mách có chứng là nó làm luôn cho mọi người coi luôn. Nhân cho 4 tuần là một tháng mình làm được khoảng là 4.500. 4.500 ở Úc. Nghe quý vị, 4.500 đô Úc. Nhưng mà ở đây á, mình phải trừ ra cái chi phí là mình qua làm, nhưng mình phải trừ chi phí là mướn nhà ở. Thì mướn phòng ở đây, ví dụ như Na Uy con Tường nó đang mướn á, là 300 đô một tuần. Một tháng là 1.200. Một tháng là 1.200 nha, là ở sang trọng rộng rãi rồi đó. Tại vì con gái Tường là ở nguyên cái nhà bự, hai đứa bạn học thuê chung là 550 đô. Còn ngày xưa nó đi học á, là nó thuê là 170-180 một cái phòng ở chung với người ta. Thì bây giờ bình quân là 300 đô là thoải mái. 300 đô cho một tuần. Ở Úc là mướn nhà, mướn phòng là người ta tính tiền tuần, chứ người ta không tính tiền tháng như Việt Nam mình. Một tuần là 300 thì một tháng là 1.200. Còn á, mình nếu mà mình đi chợ nấu ăn á, thì một tuần mình khoảng là tốn 100 đô nữa để mình đi chợ về nhà mình nấu ăn nha. Chứ còn đi làm mà còn ăn nhà hàng nữa thì không dành dụm được đâu nha. Thì bình quân cái chi phí là mình sẽ mất khoảng từ là 1.200 đến 1.600 cho cái chi phí là ở và ăn. Mọi người nghĩ đi, mình làm là thu nhập được 4.500, trừ cho 1.500, tường cho trừ luôn 2.000 đi, cho nó này kia, còn nước nôi địa xe cộ đi đó, trừ 2.000 mình đi làm mình kiếm tiền phải tiết kiệm, thì một tháng mình cũng dư được 2.500 đô. 2.500 đô Úc, 2.500 đô Úc mình nhân cho giá tỷ giá 16 đi, 2.500 nhân cho tỷ giá 16 là mình dư một tháng như là 40 triệu đó. Thì vấn đề ở đây phải là tiền, mà vấn đề ở đây tụi nó là những bạn trẻ nó sẽ có cái cơ hội. Và mình đi làm nhớ giùm Tường là phải đóng thuế đầy đủ cho chính phủ Hàn Quốc. Nó sòng phẳng lắm quý vị, ở nước ngoài sòng phẳng lắm. Đóng thuế, đóng đồ đầy đủ rồi á, là mình đi làm tốt thì sau 2 năm mình đủ cái điều kiện nộp hồ sơ. Ví dụ như mình có chủ yêu cầu làm tốt, là chủ ở đây người ta cần những cái người mà có tay nghề lắm. Đó thì mình nộp đơn vô thì mình có cái thường trú nhân là quá tuyệt vời luôn. Đó là con đường mà tất cả mọi người đều hướng tới. Đó, gia đình em Út Tường ngày xưa cũng là như vậy. Còn bản thân Tường giờ chỉ có hai con đường thôi. Một, lấy chồng. Hai, là phải định cư theo kiểu là mua nhà, đầu tư bất động sản thì nó rất là mắc. Đó, đầu tư bất động sản thì nó phải là triệu đô lắm quý vị. Thì đó là Tường chia sẻ với cả nhà. Tại vì sao mà Tường rành? Thứ nhất là bản thân Tường là cũng đã rành. Con gái Tường cũng đang định hướng cho nó để mà học những ngành nghề sau này đi làm, là những ngành nghề về chăm sóc, cái manicare là rất là dễ luôn, chăm sóc người già rất là xinh, dễ dàng xin việc, quản lý khách sạn cũng dễ xin việc. Nhưng mà mọi người biết rồi, Na Uy con Tường thì thật sự nó không có thiếu thốn gì hết trơn á, cho nên giờ nó thích học gì nó học, mình con lớn mình cũng không ép con được. Nhưng mà những cái bạn trẻ hoặc là những gia đình mà có con mà tuổi tầm mà Tường nghĩ mà tốt nghiệp xong lớp 12 rồi xong á, mà có những con đường đi như vậy, định hướng sau này cho con cái mình, cái thế hệ sau ở nước ngoài, mà mọi người thấy không khí không trong lành, mọi thứ rất là tốt luôn. Thì Tường chia sẻ như vậy, với lại làm đi chung với Tường là anh Tiến nè, đó là anh làm về di trú Việt đó, anh cũng kết hợp với rất là nhiều, và Tường cũng giới thiệu cho anh nhiều người, bạn bè của Tường qua Úc cũng đã thành công rồi. Tôi đi tới đâu anh cũng đưa cái bản theo cho tôi cầm, quảng cáo giùm chân, nãy chụp hình quảng cáo giùm cho anh nè. Thì đó là bạn nhậu của các Tường, mọi người biết rồi, ảnh là di trú Việt. Thì nếu như mọi người mà có cần được tư vấn kỹ hơn, rõ hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với các Tường. Thôi, liên hệ trực tiếp với số điện thoại của nhân trợ lý Tường nha, là bạn đang quay phim nè, nha. Số điện thoại nhiêu, đọc lớn lên coi đại ca. 0908 0908 216 216 619 619. Rồi Tường sẽ giới thiệu kết nối cho mình qua bên di trú Việt để mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu. Những cái này, những thông tin của các Tường đều là những thông tin chính xác, bởi vì gia đình Tường đang ở đây, con gái Tường đang ở đây. Còn về chi tiết như thế nào, tiền bạc ra sao, qua đây sống như thế nào, ở như thế nào, làm việc như thế nào, thì mình phải lựa chọn tùy theo cái ngành nghề, các tay nghề của mình, người ta sẽ tư vấn cho mình lựa chọn cái ngành nghề phù hợp. Còn Tường là chỉ giới thiệu cho mọi người biết về đời sống ở đây thôi. Đi làm thì lương cao, người dân ở Úc là rất là ham chơi, ham vui, không có làm nhiều, cho nên là đa số là người nước ngoài đến đây để hợp tác. Nhưng mà mình lựa chọn những cái nghề tay chân, những cái nghề mà thấp thì cái cơ hội của mình sẽ được đậu cao. Còn mình lựa chọn những ngành nghề cao, đôi lúc tiếng Anh mình thua người ta, rồi thì mình rất khó cạnh tranh với những cái nước khác họ đến Úc họ làm việc. Đó là trên kinh nghiệm của các Tường. Đi làm đừng có sợ hèn gì trơn á, đi làm bánh mì, làm thợ làm bánh, làm thủ công nè, làm thợ hồ rồi này kia, ok. Còn thật sự luôn, bây giờ mình khó khăn mà mình đi làm, biết chừng nào mình mới lấy vốn, mình bỏ ra cái số tiền. Một năm mình có thể dư được là 500 triệu.
Đó, thì mình làm ở đây là cái visa đi làm của mình là 4 năm. Sau 4 năm là mình có thể là xin chuyển đổi visa được nữa. Còn nếu mình mà không có đủ điều kiện để xin thường trú nhân thì mình vẫn có tiếp tục có thể là gia hạn và xin những cái visa khác để mình đi làm. Mà cái đặc biệt tôi muốn chia sẻ ở đây là đi đây là đi con đường chính thống chứ không phải đi chui nha quý vị nha. Ok, bây giờ chơi tiếp đi. Hay là đi ăn trưa ta? Đói rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta đang đi đến khu vực này gọi là Sunshine City. Tường lần đầu tiên Tường mới nghe. Hồi trước giờ Tường chỉ nghe là khu Phút Rầy thôi. Khu Phút Rầy cũng là một cái khu mà người Việt rất là đông ở Melbourne. Nó cũng là thuộc bang Victoria. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên các Tường tới khu Sunshine này. Đây người Việt cũng là đông lắm. Nha quý vị nha. Cái Sunshine này hồi nãy giờ Tường thấy là đi là mình cách... để coi nếu mà mình cách trung tâm thành phố đó nha. Cách trung tâm của Melbourne hồi nãy giờ mình đi là 12 cây số. Mà ở đây á, dân số ít lắm quý vị. Ở đây là theo cái thống kê vào năm 2021 là dân số chưa được 10.000 người nữa. Nguyên cái city này, dân số chưa 10.000 người. Bác Tiến nhà mình làm như mới đi qua Úc có mấy ngày mà nhớ Việt Nam hay sao? Đi ăn toàn kiếm mấy quán Việt Nam không? Mọi người nhìn thấy ở đây là mấy quán Việt Nam rất là nhiều. Nè, đại phát, đồ dùm lum nè. Rồi, thực phẩm trung tâm, thực phẩm tùm lum. Rồi phở Duy nè. Đó, rồi đây là lần đầu tiên Tường tới đây nha cả nhà. Cũng hay mua đồ về, đồ của shop Cát Tường á. Một số là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà Tường uống á. Một là Tường mua ở trong chemist này. Còn hai là Tường mua ở trong gọi là cái gì mà bên Mỹ cũng có. Vô trong đi vô trong Costco. Mà đi vô Costco mua là phải có thẻ. Còn cái chemist này thì ở đâu mua cũng có. Cho nên là bây giờ buôn bán không có lời. Tại đây là cái chỗ người ta bán lẻ mà. Tường phải vô đó Tường mua là đem qua bán cho vui. Mua về mình xài rồi mình chia sẻ bán chứ đâu có lời đâu. Phải ship về Việt Nam nữa. Còn mình muốn có lời á là mình phải mua. Mình phải liên hệ tận hãng để mua. Nhưng mà khi mà mua tận hãng á là cái số lượng ít nhất là phải 200 hộp. Một đơn vị, 200 đơn vị thì mình mới được lấy cái giá sỉ là điệp khao khoảng 30%. Cho nên bây giờ làm ăn kinh tế nó khó khăn lắm. Tường buôn bán gì cũng không có được nhiều. Nhưng mà tất cả những cái thực phẩm chức năng của các Tường là đều mua tại Úc. Là một là mua ở đây, Chemist. Hai là mua ở những cái tiệm thuốc Tây. Còn ba là vô Costco. Qua đây có bún bò Huế Đông Ba nữa nè. Rồi nãy giờ Bắc Tiến là Bắc Tiến cứ lần sần giữa hai cái quán. Là quán Nhị Nương hay là quán Thuận An. Đó, đó là còn người Việt Nam không? Dạ khỏe. Ăn luôn nè, mà tôi phải kiếm cái món gì lạ lạ đi. Sáng là phở rồi. Bây giờ là mình sẽ ăn một cái món là lạ. Mì đuôi bò tiềm. Mì đuôi bò tiềm. Nhưng mà tự nhiên thấy cái tôm dùm thấy cũng hấp dẫn quá. Yeah. Bởi vậy mì đây là món bún tôm dùm. À, thôi mình thấy tình hình là mình ăn hết, mình nên share ra cho những ai thích ăn. Cảm ơn. Cảm ơn. Không, cảm ơn. Món này ngon nha cả nhà. Tôi ok á. Đồng ý. Ồ, Bắc Tiến còn thiếu miếng cá. Đủ món. Cảm ơn. Cảm ơn ông chủ. Cái nước ngon lắm quý vị. Anh thiệt, anh sẽ cá tươi thơm. Trời anh trợ lý. Em review cho mọi người xem. Không cho chữ. Ít thôi, không nhiều đâu. Nhưng mà em nghĩ là món bún là ngon hơn. Em thấy bún ngon lắm á. Mà bánh canh cua làm sao? Bún ngon hơn, bún cua lạc. Bể bụng không còn chỗ chứa nữa. Mà bây giờ bên đây còn đưa qua review thử cái món mì đuôi bò tiêm. Trời ơi. Nước ngọt là chắc mình no quá rồi quý vị ơi. Mình không có độ nổi nữa. Nhưng mà Tường vẫn thích cái món của Tường nhất. No quá quý vị ơi, ăn cái kiểu này chắc đi chuyến này về chắc lên mấy kilo nữa quá. Mọi người á là ăn rồi mới có sức nói ha. Ở đây là mình ở cái này ta gọi cái khu này là gọi là Sunshine City là đúng rồi, nhưng mà ý là nó Sunshine Coast. Nói về biển á, hoặc là người ta sẽ gọi thân thương gọi là Sunny Coast, có nghĩa là cái gì? Ánh nắng bờ biển, ánh nắng vàng, ánh nắng bờ biển. Đại loại hồi xưa giờ lúc mà con gái Cát Tường đi qua bên Úc này ở á, hồi lúc đó 15 tuổi mọi người hỏi là con Cát Tường ở khu vực nào thì Tường hồi xưa giờ Tường hay nói con Tường là ở bờ biển vàng là ở Gold Coast. Thì Gold Coast á, khi mà nhắc đến nước Úc và nhắc đến biển á, du lịch biển, người ta sẽ biết đến cái thành phố là Gold Coast là nhiều hơn. Nhưng mà thật ra ở Queensland đa số người ta lại đi tới cái Sunshine Coast này là nhiều
À, nhưng mà người nước ngoài giống như Tường mà nghe người nước ngoài nói Sunset Coast nhiều khi người ta lại không biết, nhưng mà Gold Coast bờ biển vàng thì người ta lại biết đó. Ở đây thì nó cũng gần trung tâm, ở đây là những cái bãi biển rồi nói chung rất là đẹp. Và quan trọng là Tường muốn chia sẻ với cả nhà về cái đời sống. Tường thấy đời sống ở đây sống cũng rất là tốt, rất là dễ sống, nhà cửa nó cũng rẻ hơn những cái khu ví dụ như trên Melbourne hay là trên Sydney, nhiều khi nó mắc ở mình rớ không có tới, mình cách xa xa đây chút xíu. Ví dụ khu này nha, Tường có tham khảo ví dụ nhà mà cỡ là 3 phòng, kiểu là 3 phòng ngủ nha, 3 phòng ngủ ha, thì là Tường có tham khảo giá khoảng 700-800 ngàn đô Úc. Còn nhà mà nhỏ hơn 2 phòng ngủ á thì Tường thấy là giá 400-500 ngàn đô Úc là cũng có. Như vậy là vẫn rất là rẻ, rẻ hơn cái đợt ở Brisbane Tường đi xem. Tường đi xem nhà với con gái Tường ở Brisbane là toàn là 900 với 1 triệu không có quý vị. Cho nên là ở đây là đặc biệt là Tường thấy là cuộc sống, đời sống nó hơi dễ hơn một chút xíu. Chắc có lẽ vì vậy mà người Việt ở đây nhiều chăng? Thì đó mình không hiểu ha. Rồi, bây giờ thì nãy giờ mình cứ nói biển, biển hoài, mình phải đi ra biển. Sáng giờ mình đi là mới có trong vịnh, trong cảng, trong thành phố thôi à. Bây giờ mình phải làm sao, mình phải ra tới biển luôn mới được. Có biển mà biển phải biển lớn luôn mới được. Xếp tiếng. Tôi nói là ở phương Tây mà hẹn vậy là không đúng, là hẹn 6 giờ phải đúng 6 giờ. Hẹn 6 giờ mới 5 giờ mà có nhà. Hello anh. Mọi người tính tấp vô để hỏi đường đi biển. Vậy hả? Hello chị. Trời đất ơi. Giờ nãy giờ trên xe bỏ lên đang ngồi thiền, tôi ngồi xếp bằng. Đi máy bay kia thì có ngồi xếp bằng hết á. Để đây nè, uống mà tới đây là có lỗi luôn. Chứ lẽ giờ mang người dài bước vô cửa mở dài nữa. Mệt quá đúng không? Vậy, các Tường á, các Tường là qua Úc á, là trước ốc Thanh Dân. Qua Úc từ 7 năm trước mà chưa có nhà, có cửa, khỉ khô gì trơn á. Ốc mới qua cái là nhà đồ đàng hoàng. Bởi vậy người ta tuổi trẻ tài cao lắm quý vị ơi. Không có. Để tôi kiếm cái nhà nào gần đây tôi ở, tôi qua học yoga coi. Nghe đồ mày ở đây học viên ở đây đông dữ lắm không? I'm going to have fun. Rồi qua tới đây là còn bận như lúc ở Việt Nam không? Bận bận. Chúng ta đi tham quan chỗ học. Ủa vậy là mấy người, maximum là mấy người? 10 người luôn, ta lái tới đây học luôn. Chị tưởng là buổi giờ là chị tưởng là em dạy riêng, dạy riêng từng người. Mà cổ thiết kế thành cái chỗ tập yoga đó. Thì nó sẽ không có hoàn trả cái Sài Gòn. Cái chỗ live stream bán hàng online đâu. Không đóng cho chị nha. Ờ tôi cũng tính vậy rồi, cuối cùng tôi muốn làm cái mệt lắm. Biết tại sao mà vô nhà này có lầu nữa nha. Ở nhà của tôi là không có lầu. Ở nhà em bình thường ở nhà thôi là nó quay nhiều. Bên lầu nhìn xuống cái view xung quanh nhà nhà của ốc với Tường ngắm có chỗ nào ăn nào để sale bán không? Mình qua mình hỏi. Đùa thôi, ở đây mua nhà nó đơn giản đâu, phải tất cả qua agent hết. Không có tự nhiên mà mình tới mình mua nhà của chủ được đâu, qua agent. Nó không giống như nhà của gia đình các Tường ở trên Brisbane. Nhà trên Brisbane của Tường là nhà ở nó không có sát sát như vậy, thưa chứ không có sát vậy. Ở công viên, có công viên kế bên. Như bây giờ con người ta bận biểu lắm, làm cô giáo mọi người ở khu vực xung quanh đây là nếu mà có nhu cầu muốn ốm đẹp đừng có mập như các Tường, tập yoga gọn như ốc Thanh Dân thì hãy liên hệ ốc Thanh Dân để tập yoga nha. Có cả lớp online và offline nha mọi có người. Có cả lớp online và offline. Có liên hệ không? Có gì liên hệ book rồi này kia gì không? Ngoài ra thì mình vẫn kinh doanh mỹ phẩm bình thường tại Việt Nam nha mọi người. Cái đó cạnh tranh rồi nha. Yeah, cái đó cạnh tranh. Mọi người. Cái đó cạnh tranh nha. Đó, chị em tôi vậy thôi đó quý vị. Đi qua bên Mỹ thì cũng ráng đi thăm bà Thúy Nga. Bả là chùm sầu riêng, bên đây là giờ chùm yoga. Đó, qua Úc thì phải ghé thăm ốc Thanh Dân nha cả nhà. Rồi thôi bye, đi về. Ê nhưng mà tối rảnh thì đi ăn nha, gặp nhau tiếp. Dạ. Vậy là tạm biệt chưa? Mình cứ tạm biệt đi. Cái chuyện ngày hôm nay, tính ngày hôm nay, cái chuyện một lát là tính một lát. Dạ, bây giờ là bà gần 7 giờ tối mà trời vẫn nắng chang chang vô mặt vậy nè quý vị. Ok, Thanh Kiều cả nhà yêu. Bye bye, hẹn gặp lại.